qua đèn đỏ, đèn xanh, đèn đỏ, đông người vô cùng. Đây là nút giao giữa đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, xã Đàn và đường Ô Chợ Dừa. Thật là đông đúc. Ui chà chà, xe phân khối lớn. Kinh quá, đi xe phân khối lớn. Phân khối lớn là đi tiếng kêu nghe sợ người đấy. Đường này đi thẳng được ra chỗ hầm chui Kim Liên, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhưng mà chúng ta lại phải đợi đèn đỏ mất khoảng hơn 30 giây. Ở đây lại sắp sửa có một cái tòa nhà gọi là tòa nhà BB Home mọc lên. BB Home. Bên kia là gì? Rồi, lên đường. Let's go. Xã Đàn, Nam Đồng. Ở đây dường như là có một câu lạc bộ về xe phân khối lớn ấy. Các anh ấy xuất phát ra đi nhanh thế. Từ đấy là gặp mấy cái ấy. Xã Đàn. Hôm nay mình đi như kiểu là vào cái có duyên với đèn đỏ hay sao, đến ngã tư nào mình cũng gặp đèn đỏ. Chỗ này mất hơn một phút rưỡi. Bên này là tập thể gì, Kim Liên à, trên này này đúng không? Tập thể Kim Liên. Bên kia làm cái cầu cho người đi bộ qua đường. Chỗ này mà đi bộ ở dưới này qua hơi nguy hiểm. Làm cái cầu kia vừa an toàn vừa che mưa che nắng, trẻ em đi qua cũng được, không cần phải người lớn dắt, rất an toàn. Chỗ này nó có cái trường tiểu học Phương Liên nên là qua đường nó có cái cầu này là hợp lý.
không có học sinh nữa ở đây nó ra mà xe cộ chạy ầm ầm như này nó cũng ghê. Kim Liên đây rồi. Khu Kim Liên. Bên tay trái là đền Kim Liên. Đền và đình Kim Liên. Di tích quốc gia đấy. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới hầm Kim Liên, chui qua cái nút giao giữa đường Giải Phóng, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt. Nằm ở ngay cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chui ra là khỏi hầm rồi, thoáng hẳn lên. Thế vào trong hầm sợ quá. Vào trong hầm rất là tối. Đi vào trong hầm cảm giác như là đi nó bịt kín hết, không có không khí để thở, rất khó chịu. Rồi bây giờ mình qua đây gọi là đường Đại Cồ Việt. Đường Đại Cồ Việt phía bên tay phải là khuôn viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mình vừa đi qua cổng đó. Bây giờ sẽ đi ở phía dưới này, rẽ qua cái cầu vượt nút giao kia. Trường Tiểu học Tô Hoàng sắp sửa đến năm mới, ở đâu cũng thấy treo biển chúc mừng năm mới, Happy Birthday, à quên, Happy New Year. Happy New Year. Let's go, let's go. Turn left. Oh,
Bây giờ đã đi sang được phố Huế và kết thúc cuộc hành trình đến Đại Cồ Việt. Mình sẽ dừng video ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấn nút like, share video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.